Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay thứ Bảy ngày 31 tháng 8 năm 2024 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị chuyên đề nâng cao hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Liên hoan văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk lần thứ 3 năm 2024. Tăng cường bảo vệ khu vực biên giới trong dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đắk Lắk 120 năm, dấu ấn thời gian, bến phà vượt sông Sêrêpốk trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Sáng nay 31 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã chủ trì hội nghị trực tuyến chuyên đề nâng cao hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk, dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo báo cáo tại hội nghị, thời gian qua Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong phát triển dịch vụ công trực tuyến. Từ năm 2020, môi trường pháp lý cho triển khai dịch vụ công trực tuyến cơ bản được hoàn thiện, tạo thuận lợi cho triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Theo hướng toàn diện toàn trình, cụ thể đã ban hành một luật, 6 nghị định và 4 thông tư. Đến nay, tỷ lệ thủ tục hành chính được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến đạt khoảng 81%. Một số bộ ngành đã triển khai 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Từ đầu năm 2024 đến nay, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình của cả nước đạt 43%, tăng gấp 2,5 lần so với cuối năm 2023. 100% cơ quan nhà nước đã triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng đến cấp xã để trao đổi, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước. Toàn quốc có 82,2% hộ gia đình sử dụng Internet cáp quang băng rộng, có 84% thuê bao điện thoại di động sử dụng điện thoại thông minh, 55,25 triệu tài khoản định danh điện tử VNEID đã được kích hoạt, đạt gần 73% tổng hồ sơ định danh điện tử, v.v. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của các bộ ngành địa phương trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Để khắc phục những hạn chế tồn tại trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương phải chủ động tích cực vào cuộc, nâng cao nhận thức, nhất là người đứng đầu, để khắc phục hạn chế bất cập, tập trung xây dựng hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khẩn trương phân cấp, phân quyền cho địa phương, thực hiện các thủ tục hành chính, đẩy mạnh triển khai việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường đầu tư hạ tầng số, trao đổi, chia sẻ thông tin, dữ liệu lẫn nhau giữa các đơn vị, ban ngành, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng, tăng cường kiến thức, kỹ năng số, phát triển nhân lực số, đáp ứng yêu cầu mới. Để góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, sáng nay 31 tháng 8, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức khai mạc Liên hoan văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk lần thứ 3 năm 2024 với chủ đề Âm vang đại ngàn. Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, H'Yim Kđoh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tham gia Liên hoan văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk lần thứ 3 năm 2024, có khoảng 600 nghệ nhân, diễn viên quần chúng đến từ 13 đơn vị huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Các đoàn sẽ trình bày những bài chiêng truyền thống trong các nghi lễ, lễ hội của các dân tộc Tây Nguyên, khuyến khích kết hợp với múa xoang, trình diễn các loại nhạc cụ dân tộc, trình diễn dân ca, dân vũ, trong đó khuyến khích phần đệm, sử dụng các loại nhạc cụ dân tộc, trình diễn giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống có giá trị đặc sắc tiêu biểu gắn với văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Để có tiết mục đạt chất lượng tham dự liên hoan, các đoàn tham dự đã chuẩn bị rất công phu, có sự kết hợp giữa nghệ nhân lớn tuổi với thế hệ trẻ. Truyền cho thế hệ trẻ và đặc biệt là các em nhỏ, và bằng việc làm thực tế là sẽ làm mở cái lớp truyền dạy kỹ năng cồng chiêng cho các em nhỏ độ tuổi là từ 6 đến 12, và tiếp theo là sẽ cho các thành viên của câu lạc bộ là được đi giao lưu. Hôm nay em đến đây biểu diễn một tiết mục là chiêng ba, cảm xúc của em rất vui. Thời gian tới em sẽ cố gắng và học tập thật nhiều và rèn luyện thật tốt. Hòa cùng tiếng cồng chiêng, các đại biểu người dân và du khách còn được thưởng thức các tiết mục dân gian truyền thống và các bài hát nổi tiếng mang âm hưởng cao nguyên. Lễ hội văn hóa cồng chiêng đúng là một cái di sản mà UNESCO đã công nhận, thì mình thấy nó cũng rất là hay. có nhiều cái mà chưa bao giờ được biết. Xác định cồng chiêng là nét văn hóa có ý nghĩa thiêng liêng trong đời sống các dân tộc Tây Nguyên. Những năm qua, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành rất nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch để triển khai công tác bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng. Số lượng cái nghệ nhân tham gia diễn xướng lần này là nhiều hơn lần trước, và đặc biệt là có hai đội chiêng, đội chiêng lớn tuổi và đội chiêng trẻ. Tạo ra cái môi trường diễn xướng nó gắn kết với lại cảnh quan. Nếu như sau này chúng ta gắn kết được với buôn làng thì càng tốt. Thì đấy là một cái điều mà thay đổi dần dần rất tốt. Liên hoan văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk lần thứ 3 năm 2024 không chỉ là dịp để các nghệ nhân, diễn viên quần chúng có cơ hội gặp gỡ, giao lưu văn hóa nghệ thuật gắn với diễn tấu cồng chiêng, mà còn là dịp để tỉnh Đắk Lắk giới thiệu, quảng bá văn hóa cồng chiêng đến với người dân và du khách trong và ngoài nước. Chiều qua 30 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ công bố và trao quyết định nghỉ hưu tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Tham dự buổi lễ có đồng chí H'Yim Kđoh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố quyết định số 1552 ngày 21 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ông Phạm Phượng, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2024. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí H'Yim Kđoh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao những đóng góp của ông Phạm Phượng trong thời gian công tác. Đồng chí H'Yim Kđoh mong muốn sau khi nghỉ hưu, ông Phạm Phượng sẽ tiếp tục quan tâm theo dõi và có những đóng góp cho sự phát triển của ngành lao động thương binh và xã hội tỉnh Đắk Lắk. Sáng nay 31 tháng 8, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk phối hợp tổ chức hội thảo ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI để thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp. Hội thảo nhằm tìm ra những công nghệ mang tính đột phá, giúp ngành nông nghiệp phát triển và nâng cao sinh kế bền vững cho bà con nông dân. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và sản xuất nông nghiệp tại Đắk Lắk nói riêng, Việt Nam nói chung, đang thu hút sự quan tâm của các địa phương, cơ quan chức năng và các doanh nghiệp về những ưu thế, lợi ích mang lại so với phương pháp canh tác truyền thống. Thúc đẩy AI trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và là xu hướng phát triển nông nghiệp hiệu quả bền vững. Tại hội thảo, các chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp và chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên và các doanh nghiệp tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nông nghiệp đã phát biểu tham luận khoa học, khẳng định tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ AI trong giai đoạn chuyển đổi số nông nghiệp, hướng đến mục tiêu phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp bền vững. Trong dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, tại Đắk Lắk sẽ diễn ra nhiều sự kiện văn hóa nghệ thuật đặc sắc, đặc biệt sự kiện lễ hội sầu riêng Krông Bách lần thứ 2 năm 2024, Liên hoan văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk lần thứ 3 với chủ đề Âm vang đại ngàn. Xác định trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhu cầu đi lại vui chơi của người dân sẽ tăng cao, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự an toàn giao thông. Công an tỉnh Đắk Lắk đã chủ động nắm chắc tình hình, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án nhằm đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Căn cứ vào tình hình thực tế tại mỗi địa phương, lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng liên quan chủ động triển khai các biện pháp điều tiết, phân luồng hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng giao thông tăng cao. Tổ chức thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban, thường trực quân số sẵn sàng chiến đấu và giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở, không để đột xuất bất ngờ và trở thành điểm nóng. Toàn lực lượng được tăng cường đến các địa bàn cơ sở, phối hợp cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tuần tra, kiểm soát trên các tuyến địa bàn, nhất là các địa bàn trọng điểm, địa bàn diễn ra các hoạt động lễ hội. Sáng nay, 31 tháng 8, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ mùng 2 tháng 9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Đợt ra quân lần này nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm kịp thời các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của chủ phương tiện và lái xe, nhằm hạn chế tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến học sinh, vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ trong tháng cao điểm và kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Theo đó, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, Công an thành phố Buôn Ma Thuột sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông với tinh thần thượng tôn pháp luật, xử lý quyết liệt, kiên trì, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trong đó tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, như vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy, vi phạm tốc độ, chở quá số người quy định, v.v. Cùng với đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật giao thông sát với thực tiễn, phù hợp với mọi lứa tuổi, trong đó chú trọng vào đối tượng là học sinh, sinh viên. Sau lễ ra quân, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Buôn Ma Thuột đã diễu hành tuyên truyền người dân nghiêm chỉnh chấp hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Thưa quý vị và các bạn, nhằm bảo đảm an ninh, an toàn địa bàn khu vực biên giới trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm trên biên giới. Những ngày này, cùng với các đơn vị trên tuyến biên giới tiếp giáp giữa tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mondulkiri, Campuchia, dài hơn 71 km, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng IRV đang luyện tập các phương án bảo vệ biên giới, nhất là luyện tập trong điều kiện đêm tối. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trực mùng 2 tháng 9, thì cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng IRV luôn không ngại khó, ngại khổ và tăng cường công tác tuần tra mật phục ở khu vực biên giới, không để cho các đối tượng qua lại khu vực biên giới, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, góp phần vào bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của Tổ quốc. Trong thực hiện kế hoạch tăng cường bảo vệ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 thì đơn vị triển khai các mặt công tác nghiệp vụ như lực lượng trinh sát, lực lượng phòng chống ma túy tội phạm, bám nắm tình hình, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng trên địa bàn, và đồng thời triển khai các tổ chốt trên biên giới thường xuyên hoạt động tuần tra mật phục để ngăn chặn các hoạt động vượt biên xâm nhập và các loại đối tượng vi phạm chủ quyền an ninh biên giới. Xác định dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 là ngày lễ trọng đại của đất nước, cũng là thời điểm các đối tượng có thể lợi dụng để hoạt động chống phá, nên mỗi cán bộ chiến sĩ luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu các cơ quan đơn vị duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình nội ngoại biên từ sớm từ xa, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, quản lý chặt chẽ biên giới, địa bàn, tăng cường tuần tra kiểm soát, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép. Đối với công tác bảo vệ biên giới thì chúng tôi đặt ra nhiệm vụ cao nhất là phải bảo vệ vững chắc cái tuyến biên giới, không để bất cứ một trường hợp nào xuất nhập cảnh qua biên giới và kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện qua lại các cái khu vực biên giới này để đảm bảo làm sao tuyến biên giới được an toàn tuyệt đối, không để xảy ra những cái tình huống bất ngờ có thể xảy ra đối với tuyến biên giới của đơn vị quản lý. Trên địa bàn 4 xã biên giới thuộc hai huyện Buôn Đôn và Ea Súp, Bộ đội Biên phòng cũng phối hợp với các lực lượng đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong quần chúng nhân dân, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm ở khu vực biên giới nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Thưa quý vị và các bạn, bến vượt sông Sêrêpốk là một trong những địa chỉ đỏ của tuyến đường Trường Sơn huyền thoại thuộc địa bàn xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Hiện nay, bến phà vượt sông Sêrêpốk đã được xây dựng tôn tạo cảnh quan, là một trong những chứng tích lịch sử có giá trị vô cùng quý giá, một địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, du lịch về nguồn cho nhân dân địa phương và du khách. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đắk Lắk được coi là một trong những mắt xích quan trọng trong hệ thống tuyến chi viện chiến lược huyết mạch, nối liền chiến trường Tây Nguyên với chiến trường Đông Nam Bộ. Vì vậy, Bộ Tư lệnh Trường Sơn đã quyết định mở thông đường dã chiến phía đông Trường Sơn đến sông Sêrêpốk, tạo điều kiện để quân chủ lực, nhất là các đơn vị tăng thiết giáp, pháo binh, tên lửa cơ động vào chiến đấu tại chiến trường Tây Nguyên, Đông Nam Bộ nhanh nhất khi thời cơ đến, đồng thời đảm bảo tốt cho công tác vận chuyển mùa khô năm 1973-1974 của Bộ Tư lệnh Trường Sơn. nhận nhiệm vụ trong điều kiện phương tiện kỹ thuật làm cầu và hạn chế, nhưng với tinh thần đánh địch mà đi, mở đường mà tiến. Sau 4 tháng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn gian khổ, cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn Công binh 4 và Sư đoàn 470, Đoàn 559 đã hoàn thành việc đóng phà và làm ngầm vượt sông Sêrêpốk. Mà sông Sêrêpốk này thì từ bên này sang bên kia nó là 200 mét dài. Thì có 3 phương tiện vượt sông. Là thứ nhất ấy, là tổ chức cái bến phà chở một xe ô tô thôi. Đấy. Còn lại sau đó thì do tình hình yêu cầu của nhiệm vụ cho nên là bắt phà. Nhờ có hệ thống bến ngầm, bến phà Sêrêpốk nên chỉ trong 6 tháng đầu mùa khô năm 1973-1974, Sư đoàn 470 đã vận chuyển chi viện cho chiến trường Nam Bộ tăng gấp 193 lần, cho chiến trường Tây Nguyên tăng 236,5 lần. Cũng từ đây, tuyến đường chi viện chiến lược Đông Trường Sơn tiếp tục được mở sâu vào các địa bàn Nam Tây Nguyên. Năm 1975, để đối phó với quân ta, địch ra sức đánh phá tuyến đường Trường Sơn, trong đó có cầu phà trên sông Sêrêpốk. Lực lượng phòng không của Sư đoàn 470 đã chiến đấu bắn rơi 5 máy bay địch, bảo vệ an toàn cho trọng điểm giao thông hết sức quan trọng này. Như vậy, đã hạn chế tới mức thấp nhất những thiệt hại do địch gây ra, bảo đảm cho các đội hình xe với quy mô lớn lăn bánh suốt ngày đêm, đưa bộ đội, binh khí, kỹ thuật vào các hướng chiến trường tham gia cuộc tổng tiến công mùa xuân năm 1975. Nhớ những công lao như thế, tôi nhắn cho là thế hệ trẻ hôm nay là phải nhớ đến cái lịch sử của chúng ta, nhớ đến cái công lao của cha ông chúng ta hy sinh vì Tổ quốc cho đến ngày hòa bình hôm nay. Những chứng tích lịch sử của bến vượt sông Sêrêpốk có giá trị vô cùng quý giá, chứng tích cho lịch sử hào hùng về cuộc chiến đấu kiên cường bất khuất của nhân dân ta. Năm 2013, bến vượt sông Sêrêpốk được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đặc biệt. Các địa điểm này đã được xây dựng kiên cố, tôn tạo cảnh quan để bảo tồn các dấu tích lịch sử một thời oanh liệt của người lính Trường Sơn trên sông Sêrêpốk.